Bệnh của mình mà. Hôm trước lúc khám bệnh xong, bác sĩ kêu em đi ra ngoài để nói chuyện riêng với mẹ. Lúc mẹ ra, em thấy mẹ khóc quá trời luôn, là em biết liền à. Cháu Út không có hết bệnh đâu chị Linh Đan ơi. Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mẹ buồn là vì Út đang bị bệnh, không có đi học được, với lại cũng chưa được đi chơi nhiều nữa, nên mẹ buồn mẹ khóc vậy thôi. Nếu như mà Út thương mẹ thì Út phải chịu khó uống thuốc, chữa bệnh, xong phải vui vẻ, lạc quan lên. Cũng giống như chị vậy nè. Nếu để cho ba mẹ chị không có buồn hay là lo lắng về chị thì chị phải sống vui vẻ và phải cố được hạnh phúc, đúng không? Thì Út vẫn uống thuốc đều mà. Chị biết chứ. Nhưng mà uống thuốc không thì chưa đủ đâu. Tại vì á, mình phải sống vui vẻ, lạc quan lên mới được. Niềm lạc quan làm cho mình vượt qua được khó khăn, đó là một cái liều thuốc rất tốt cho mình luôn á. Thiệt không chị? Chị không có gạt Út đâu. Hôm nào chị mua sách về cho Út đọc nha. Dạ. À, chị có một câu chuyện muốn kể cho Út nghe, mà không biết Út có muốn nghe không ta? Dạ muốn. Út muốn nghe chị Linh Đan kể chuyện lắm. Nếu vậy thì hai chị em đi ra bờ sông đi. Chị sẽ kể cho Út nghe một câu chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng. Dạ. Có một cô gái tên là Chelsea. Cô ấy là một họa sĩ rất trẻ, xinh đẹp. Cô ấy rất là yêu đời, và có một nơi mà cô ao ước được đến vẽ, để lại bức tranh để đời của mình. Chính là vẽ bức tranh phong cảnh vịnh Naples. Nhưng mà đột nhiên một ngày cô phát hiện ra mình bị bệnh. Đó là căn bệnh viêm phổi rất nặng mà lúc ấy khó có thể qua khỏi. Cô ấy hoàn toàn suy sụp, và hàng ngày cô ấy nằm trên giường trong sự tuyệt vọng, chờ đến ngày mình sẽ ra đi mãi mãi. Đối diện với giường bệnh cô ta là một cái cửa sổ, có một cành nho bám trên bức tường đầy rêu, và nó chỉ còn vài chiếc lá thôi, bởi vì lúc đó là mùa đông. Và mỗi ngày những chiếc lá trên cây từ từ rụng xuống hết. Và cô nghĩ rằng là khi nào mà chiếc lá nho cuối cùng rụng xuống thì cũng là lúc mà cô lìa bỏ cõi đời này. Vì vậy, mỗi sáng cô ấy thức dậy, lúc nào cô cũng nhìn lên cửa sổ xem có còn chiếc lá nào không. Vậy những chiếc lá đó có rụng hết không chị? Điều kỳ lạ là sau một trận mưa lớn mà vẫn còn một chiếc lá không rụng. Cô rất hạnh phúc và thấy sống lạc quan hơn, rồi dần dần khỏe trở lại. Thực ra đó là một chiếc lá giả do một họa sĩ già đã vẽ tặng cho cô, và ông đã qua đời ngay trong đêm hôm ấy. Ai cũng có một chiếc lá cuối cùng để hy vọng. Sống vì nhau và có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, phải nhờ vào niềm tin thì cuộc đời mình còn tồn tại. Út nhớ nha. Út phải nhớ là bên cạnh Út lúc nào cũng có một họa sĩ già. Út cũng có những chiếc lá nho cuối cùng nữa. Vậy lá nho của Út là gì vậy? Thì những bài hát
của chị Lan đang hát cho Út nghe đó. Bây giờ chị hát cho Út nghe một bài nha. Dạ. Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn thế. Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và nắng chiều. Con mới về đó hả? Con chào bà, con mới về. Con đi đâu từ sáng tới giờ? Tìm việc hả? Sao bà hỏi mà con không trả lời? Dạ, con qua nhà Mai Thùy. Sau đó con thăm Út Quyên rồi ra bờ sông chơi. Con không có đi làm. Con xin lỗi nói đó. Con xin lỗi đã làm cho bà buồn. Ai nói bay là tao buồn? Tao có nói gì đâu. Bà biết vì sao mà con bỏ việc rồi. Con làm vậy là đúng á. Không thể kiếm tiền bằng mọi giá. Càng không thể ăn cắp cướp giật của thiên hạ. Đồng tiền dơ á, đừng để dính vào người mình con à. Giấy rách phải giữ lấy lề. Đói cho sạch, rách cho thơm nha con. Tao chỉ nói bấy nhiêu thôi, bấy hiểu rồi. Dạ. Công việc thì từ từ tính, đừng có lo lắng quá. Bây ở đây cũng có làm phiền ai đâu. Đang rảnh thì chịu khó ở nhà, tao dạy nấu ăn cho. Lỡ như sau này có gì cũng có chết đói. Bán quán tuy không có mấy người giàu nhưng mà cũng khó chết đói lắm. Còn không làm thân con gái thì cũng phải biết nữ công gia chánh chứ. Bộ dạng bay lớn ngớ không biết gì hết trơn. Tao mà biết cha mẹ bay ở đâu không có yên với tao đâu á. Chiều chuộng con gái quá đáng à. Dạ, con cảm ơn nội. Con sẽ học nấu ăn đàng hoàng. Ừ. Sáng nay á, Mai Thùy còn dạy con theo nữa. Vậy hả? Ừ, tốt quá. Sao cũng được. Biết nhiều thì tốt quá con à. Mà tao giao hẹn nha. Bay ở chung nhà với hai thằng con trai mà nó không có được khôn lanh như người ta thì phải biết giữ ý tứ nghe không con? Hơn nữa, con đừng có xúi thằng Vũ theo cái nghề ca hát nữa. Bà không thích đâu. Dạ, con hiểu rồi. Thôi, tắm rửa đi rồi ăn cơm. Hen.
Ủa hôm nay khổ rồi hay sao mà may áo vậy? Thoát nạn nhà thơ rồi hả? Tôi đang kết lại cái nút nó bị sút thôi mà. Có may giá gì đâu. Ủa mà sao bồ tới đây giờ này vậy? Ủa không nhớ là tôi tới vì chuyện gì hả? Học theo á. À ừ thì học. Mà hôm nay bồ thích theo cái gì trước đây? Tôi á, tôi theo cái gì cũng được á. Cây cối, chim chóc, hoa lá, cả con người luôn. Mà cái gì tôi cũng làm được. Nổ quá vậy cưng. Ủa nổ hả? Tôi tưởng bình thường chứ. Nè, hồi chiều á, tôi mới theo xong một cái này nè. Tôi cho bồ coi thử ha. Đâu? Ủa? Mấy cái đường loằng ngoằng như dung này có ý nghĩa gì đây? Đừng có giả bộ nha. Tôi lấy ý tưởng từ cây đa, con đò và dòng sông. Đẹp không? Đẹp. Ờ. Dung hay là dòng sông thì cũng loằng ngoằng giống nhau thôi. Chứ sao? Tôi cũng có khả năng phối hợp. Có. Rồi, bây giờ tôi vẽ. Rồi bộ theo những đường cơ bản ha. Ủa, cơ bản hả? Thôi cho qua khóa cơ bản đi. Học khóa cơ học luôn cho rồi. Thôi được rồi. Đúng là một khung cảnh lãng mạn. Cảnh này là bây giờ khó kiếm lắm nha. Trưa mùa hè, hai cô nàng ngồi thêu vá, nghe trong gió từ xóm xa tiếng con mèo và con chó. Thấy khung cảnh hai em ngồi thêu vá dễ thương quá, anh xuất khẩu thành thơ đó. Miệng bồ độc quá nha. Nhắc tới người ta là anh ta tới liền thấy chưa. Ráng mà ngồi chịu trận đi. Đừng có đổ thừa cho tôi nha. Thương nhau thì nhận cho rồi. Mắc mớ gì tôi đâu. Hay lắm. Bất hạnh quá. Bất hạnh khi mà thi nhân không gặp được độc giả của mình. Anh đang ngâm thơ mà tụi em hờ hững với thơ của anh như vậy là đâu có được. Đâu có. Mặt tụi em nhìn hờ hững vậy thôi nhưng tâm hồn không có hững hờ. Anh đọc tiếp đi. Tôi về nha. Ê. Đừng có kẻ ăn ốc còn người đổ vỏ nha. Bồ mà về là tôi không dạy theo nữa đâu đó. Đâu có đâu. Tôi chỉ để cho hai người tự nhiên thôi mà. Là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ. Ngồi đó mà nghe thơ giùm tôi. Kiểu này chắc tôi chết trước bồ quá. Để coi. Hay là để tôi gọi hai người kêu coi giải cứu nha. Cảm hứng thơ đâu rồi. Bồ gọi các tin của chả tới đi. Đi. Chờ chút nha. Thì là Em hai cô gái. Lâu quá mà. Tới giờ chưa? Quại lắm rồi đó. Chưa được, tập trung vào. Mới ngồi chút xíu mà đã rên la rồi. Không tập trung là không có kết quả tốt đâu, tao nói trước đấy. Nhai gì mà nhớp nhép vậy? Cái này anh không mang được đâu. Anh phải tập trung vào. Đừng có để ý những gì đang xảy ra xung quanh mình. Thôi, dẹp đi. Ngồi bên cạnh mà cứ nhai nhấp nhép hoài, kêu ra ngồi thiền. Sao chịu nổi, đưa tôi ăn nữa. Alo. Tôi nè. Là cô à? Ừ. Thì sao? Chắc lại có việc nhờ vả tôi nữa chứ gì. Anh đến nhà Mây thì giúp tôi chiến đấu với nhà thơ được không?
Nhà thơ hả? Lại bị nhà thơ tra tấn à? Khoảng một tiếng nữa tụi tôi sẽ tới. Thôi một tiếng trễ quá, anh với bảy phải đánh nhanh nhanh mới được. Nhìn lên. Linh Đan hả? Tôi nè. Nha. Rồi. Cô ở đó đi. Linh Đan và Mai Thùy đang bị nhà thơ quấy rầy, cần cứu. Mai Thùy hả? Tôi khỏi thay đồ, mặc vô luôn được không? Thấy tôi đẹp trai không? Đẹp. Đẹp lắm. Anh đẹp vô cùng luôn. Đẹp nhất thế giới luôn. Đẹp lạ. Sao đi ra đường ai cũng khen tôi dễ chơi người ta. Đi. Hả? Nói nhiều quá. Đi. À, các em biết không? Một dân tộc có văn hóa, trước hết phải có một nền thi ca rất lớn, rất vĩ đại và sản sinh ra rất nhiều thi sĩ xuất chúng. À, sức mạnh của thi ca còn lớn hơn cả bom nguyên tử. Chỉ với một câu thơ 4 từ 7 chữ 28 câu mà Lý Thường Kiệt đã đánh đuổi hàng chục vạn quân Tống. Với một án Bình Ngô đại cáo thôi, Bất Hủ của Nguyễn Trãi, tụi em nhớ không? Đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Nhanh lên! Ơi. Nhanh lên! Chậm quá mày! Vũ ơi! Đừng dừng lại đi mà Vũ Đạo. Ơi! Vũ chạy xe đạp chở đu dơi. Trời ơi, chạy xe đạp mà chạy con mình, bắt tôi chạy bộ theo. Chơi vậy mà chơi được à? Tôi đạp mệt quá. Giờ chở không? Chở. Tôi đi trước nha. Chơi xấu với tôi hả? Tưởng đâu bảy hiếu này không có xe đạp là đi không được hả? Đừng có giỡn. Tới nhà Mai Thùy mà lết bằng tay cũng đi luôn á. Nghỉ chút đi Đại Thi Hào. Uống miếng nước, lấy sức nước. Lát hồi tiếp người hâm mộ của anh à. Họ sắp tới rồi đó. Họ sắp đến rồi đó. Bụng anh sáng giờ toàn nước không à. Chị ăn con chén cơm. Trời đất. Đói bụng mà đọc thơ rỗn rã như vậy. Còn no bụng thì sao? Đói với no có liên quan gì đến chuyện đọc thơ chứ. À hồi nãy em nói đến đoạn nào rồi ha? Có ai nghe đâu mà nhớ. Tới cái đoạn mà anh viết đơn xin vô hội nhà văn đó. Nhớ rồi. Sau nhiều năm sáng tác, anh thấy là mình nên đứng trong hội nhà văn. Để có thêm bạn bè, có thêm đồng nghiệp, gây thêm cảm hứng để mà anh sáng tác. Cho nên anh làm đơn mình có tài năng chút xíu thì phải góp sức cho văn học nước nhà. Tụi em thấy quyết định anh như vậy có sáng suốt không? Tuyệt vời, anh là nhất luôn. Mà người ta đã kết nạp anh vô chưa? Chưa. Nghe đâu là còn đang xem xét vì nhiều người quá, rồi nhiều trường hợp lắm. Ê, nhưng mà không vì vậy nha mà anh ngưng sáng tác. Ngày nào anh cũng vẫn sáng tác. Tại vì sao? Mỗi một ngày mà mình không làm thơ, không sáng tác, có nghĩa là mình để cho tâm hồn mình chết đi một cách uổng phí. Đó. Sẽ có một ngày hai em tự hào về anh. Kính chào già thơ. Chào. Mọi người, cho tôi nói đôi lời được không? Nhân dịp hôm nay tụ tập đông đủ, tôi với lại Linh Đan sẽ ra ngoài mua chút gì đó cho mọi người nhậu được không? Được chứ. Nè,
Có rượu vô ha thì thơ càng lên màu, giọng càng lên cao ha. Có tiền có liền, nhậu hả? Ừ. Mà lẹ đi. Ừ. Đi. Nhậu thì nhậu. Đi. Vậy nha. Ồ. Giờ về đi, chủ nhà đi rồi. Tôi thay mặt chủ nhà, tôi đại diện mời hai anh ngồi, tôi đọc thơ cho hai anh nghe. Ồ, sao giống chủ nhà vậy? Rồi. Nghe nè. Nè. Ngọt quá ha. Mấy người kia sao ta? Chắc là quất cần câu rồi đó. Chờ chút nữa đi, thơ của tôi còn nhiều lắm, đọc đến sáng cũng hết. Chị mũi không đi đâu đây? Hơi bị kỳ rồi nha. Hai người này bộ ngủ ngoài đường luôn hay sao, giờ này chưa thấy về vậy? Anh em mình bị lừa là cái chắc. Hai nhỏ này á, đi bộ từ đây lên Đà Nẵng mua đồ thì mới lâu như thế. Thôi mà hai bạn đừng có lo. Biết tay tôi. Nghe. Bây giờ tôi đọc thơ cho nghe. Hai cô nàng rủ nhau ra phố, bỏ lại nhà ba chàng ngố ngóng trông. Mặt ai cũng ngố. đọc thơ gì không hiểu khỉ gì hết trơn à. Thế mà gọi là thơ à? Thì thơ ca thì làm sao dễ tìm tri kỷ. Tri kỷ là gì? À, vậy cái món của anh bạn là món gì? Món ăn gì đấy? Hỏi món ăn. Món ăn gì? Món ăn à? Ăn gì? Không, cái món thơ, món văn chương. À, ý nhà thơ đây, hỏi là sở trường của anh là thơ ca hay là võ thuật hay là thể thao, hiểu không? Sở trường hả? Sở trường của anh là gì? À nhớ rồi, sở trường hả? À, sở trường lớn nhất của tôi là gì? Đại thạch đè nhân. Thôi dẹp đi ông ơi, không biết gì hết trơn. Ai mà dí ba cái võ thực nè, văn chương và võ thực là hai phạm trù khác nhau ha. Cho nên là về đi, dẹp võ thực qua một bên, không bàn võ thực nữa. Bây giờ làm thơ tiếp cho nghe ha. Thôi xin đại huynh, em nghe thơ đại huynh một lần này là đủ rồi nhá. Chúng tôi là dân võ biển, hiểu không? Thơ ca không phải là sở trường. Ngồi nghe một hồi rồi chịu không nổi, lại nổi cáu lên. Rồi nhiều khi tôi thì không sao, mà đại ca của tôi mà cáu lên, nhiều khi có chuyện xảy ra, phải không? Lớn chuyện là đại huynh ấy mất mạng như chơi nhá. Nếu mà tung trưởng ra nhá, nặng tay là tính mạng của đại huynh không còn đâu. Mà nhẹ tay ấy thì là chấn thương sọ não, quên cả thơ ca. Đừng có đùa. Bung trưởng. Bung trưởng chứ có gì nữa. Ai bung, ai trưởng? Ai bung? Anh đấy, thách anh đấy. Thách anh bung trưởng kìa. Tôi hả? À, anh bung trưởng một phát cho đại huynh biết thế nào lễ độ con nhà bà bộ đi. Lấy thịt đen ơi. Đau. Ui da. Ui da. Thôi, không chơi ba cái trò này. Đánh cười. Bây giờ mấy người ở đây đi, tôi đói bụng rồi, tôi đi về. Bữa sau qua rồi tôi đọc thơ cho nghe tiếp ha. Ôi thế thì về thật à? Ê nhà thơ, anh bung trưởng thế nào để nhà thơ đi về rồi? Mà đi về như ông nhiều khi cũng tốt, đỡ phải chờ đợi. Anh em mình quả này bị lừa chắc. Lừa gì mà lừa, chờ ông được thì về đi, tôi đây tôi chờ. Cái gì? Ở đây một mình? Được rồi. Tôi đi về trước. Rồi nội thấy có mình tôi, đánh mình tôi sao? Hả? Không thôi nằm xuống đây chờ đi. Ngồi đó đực mặt đâu không được gì hết.
Ngủ cái tướng cho con heo. Cho em nhớ anh tơi bời với bao ngọt ngào ta vun sới, đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng tan nát rồi giấc mơ hương nồng, rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tôi với từng nỗi đau xanh ngời, xa vắng rồi những khi bên người. Câu này hát hay quá hả? Ừ, giọng khỏe khoắn, đẹp và cao vút, chứ không thều thào như mấy tay ca sĩ thời trang bây giờ. Tôi nghĩ là nếu như mà cô này làm ca sĩ chắc là nổi tiếng nhanh lắm. Có thật là anh mới biết cô này lần đầu không? Tôi mới biết vừa lúc nãy khi tôi vào đây thôi. Người ta nói cô ta là Linh Đan, đang ở tạm nhà bà Tư Hiền. Vậy cô đến Hội An từ bao giờ? Nhân viên chỉ nói với tôi là cô ta ở tạm nhà bà Tư Hiền thôi. Ngoài ra tôi không biết gì hơn anh ạ. Hình như anh là bạn quen biết của bà Tư Hiền phải không? Tôi có quen biết bà Tư Hiền. Tôi với bà Tư Hiền là hàng xóm cũ của nhau. À, vậy là tốt quá rồi. Rồi anh sẽ thấy thấm thoáng bao lần tóc em bay dài, thấm thoáng dáng yêu thương ngày mai, với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng, ta gói trọn giấc mơ phai tàn. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người quên xa chân trời.
À, tôi muốn gặp cô ấy chút xíu được không? Chắc là được, để tôi hỏi nhân viên xem ý cô ta thế nào. Em ơi. Dạ. Em đến. Chú rồi con. Mời cái cô ca sĩ hồi nãy. Dạ. Đến cho hai chú nói chuyện. Dạ chú đợi dạ. Chút. Ủa, sao anh đến đây? Có định đi về nhà không? Hay là ở đây hát hết đêm nay? Dạ chào chị, chú Tiến chủ quán muốn gặp chị một chút được không ạ? Cảm ơn em. Cô vô rồi chú. Chào. Dạ thưa chú. Chú. À, xin được giới thiệu, ông Đặng là một người bạn rất thân của chú, có một cái resort rất nổi tiếng gần đây, muốn nói chuyện với em một chút, có được không? Dạ, chào bác ạ. Chào cô. Tôi muốn xin gặp cô một chút xíu thôi. Xin lỗi con Vũ nha. Tôi biết cậu, nhưng mà chắc cậu không biết tôi đâu. Bởi vì tôi đã rời khỏi Hội An từ khi cậu còn bé xíu. Dạ. Xin gửi cô. Tôi là Đặng, chủ tịch hội đồng quản trị khu resort Palm. Tôi muốn mời cô sáng mai đến công ty tôi. Tôi sẽ cho người đến đón nha. Nhưng mà có việc gì ạ? Ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện cụ thể. Đây là câu chuyện không thể nói qua loa. À, cô có thể dành cho tôi một chút thời gian chứ? Dạ. À, không sao đâu. Cô đừng có lo. Tôi với bà Tư Hiền là chỗ quen biết mà. Rồi cô sẽ biết thôi. Nhớ nha. Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cô. Nha. Thôi xin chào cô. Dạ chú chào bác ạ. À, xin chào anh. Dạ cảm xin ơn chào em rất anh. Nhiều. Dạ xin chào. Tôi đi nha. Cảm ơn hai em nha. Ông Đặng là một người rất là tốt. Hai em đừng có lo. Em hát rất hay, rất xúc động nữa. Và lúc nào em rảnh em cứ việc tới đây hát, không có vấn đề gì cả. Dạ cảm ơn ạ. Xin vâng, phép xin chào. Trời ạ. Tự nhiên bày đặt nữ tính. Ra đây, đi. Đi. Ai à. Nè đòn đau nhớ đòn nghe chưa. Thằng mất dịch. Sao lại dám rình rập phòng đàn bà con gái người ta vậy? Mày học cái thói xấu xa đó ở đâu? Con đâu có rình rập gì đâu hả? Con thấy đèn bên đấy còn sáng, con tưởng cô ngủ quên. Con tắt đèn nên con sang, con nhắc gối thôi. Vũ, mày có thương nội không? Dạ thương quá trời quá đất luôn á. Tao không hỏi mày, cứ quỳ đó đi rồi hỏi tội sao. Dạ. Con không thương nội thì còn thương ai nữa. Con còn có mỗi nội thôi mà. Vậy thì nghe nội nói đây. Nhà có con gái ở, cấm sớ rớ vô. Nó không phải là đứa dành cho đứa con nhà lao động như con đâu. Nội mà phát hiện giữa tụi bay có cái gì á mà tầm bay tầm bạ là nội tống cổ ra khỏi nhà đó nghe chưa. Nói thiệt đi, từ tối tới giờ hai đứa đi đâu hả? Đi đâu giờ mới về? À, con với anh Bảy ạ. Đi đâu? Dạ đến nhà Mai Thùy. Đó. Nãy con cũng nói bà Tư là con qua nhà Mai Thùy mà bà Tư không tên. Tới nhà Mai Thùy chơi phải không? Dạ. Thì cũng phải biết đường mà về. Sao để khuya lơ khuya lắc mới về làm sao? Dạ thì đó, con với lại Vũ tính về sớm rồi. Tự nhiên cái thằng cha nhà thơ Tuận Minh ở đó hả, ngâm thơ nhai nhẳng. Con với Vũ xem xíu rồi bực mình quá, giả phù mỏ cho ông khỏi ngâm thơ luôn rồi đó. Đó, thấy chưa? Thấy gì bà Tư? Thấy chưa? Bước ra đường là gây gỗ đánh lộn à. Tao đánh nè, tao đánh chồng mày chưa nè. Chưa nè. Dạ chưa ơi.
Ôi cha. Đỡ. Trời ơi, làm gì đấy? Đỡ. Sao vậy? Sáng sớm ra làm gì đấy? Sao mà khó quá vậy? Chị, sáng chị sớm đó, cắm đầu xuống đất làm gì đó? Xuống đất đưa hai chân lên là làm hoài là không được. Sao không? Đau. Anh kiếm cái gì gọt cho cái đầu anh nó bằng đi thì anh chồng mới được. Ôi xàm hả? Thấy không? Xạo hả? Kêu hả? Gọt cái đầu vậy ốc đâu xài nữa. Thôi để tự tôi tập mình tôi đi. Tập mình đi. Để tôi ngủ. Tập nha, đừng làm ồn nha. Để tôi ngủ nha. Anh Vũ. Anh lên đàn tới kìa. Kiếm tôi có việc gì? Thôi đừng có giận nữa. Chắc là tại tôi mà anh bị nội đánh đòn hôm qua đúng không? Có đau không? Đau. Tôi biết là anh chịu đòn oan vì tôi. Anh với anh Bảy còn có công giúp tôi với Mai Thùy chịu trận nghe thơ của Thuận Minh nữa. Tôi có cái này trả ơn cho anh nè. Làm suốt đêm qua luôn á. Quay quá. Quay quá kìa. Nè, cầm lấy đi. Tôi tặng anh á. Coi như lời cảm ơn được không? Nói chuyện với gái ngồi lên. Buông cái tay ra. Mày. Chơi. Đẹp lắm phải không? Tôi chưa bao giờ mà theo đẹp vậy luôn á. Nếu mà có thêm thời gian hả, tôi làm đẹp hơn vậy luôn á. Nhưng mà có thật là cô theo không đấy? Thật, tôi làm á. Anh thích hả? Cảm ơn nha. Vậy coi như xí xóa chuyện hôm qua ha. Lẽ ra là tôi còn giận lắm nhá. Nhưng mà nhờ có chiếc khăn này cho nên tôi sẽ xí xóa chuyện ngày hôm qua. Tôi thiệt là không ngờ anh thích nó vậy luôn á. Cảm ơn nha. Tôi xí xóa là để tôi thoát nạn cái kiểu cảm ơn này của cô này. Trời ơi, cô nhìn coi, cô mà tặng tôi thêm một cái nữa à? Theo gì mà xấu? Xấu. Trả lại cho tôi. Không trả. Cô đã tặng tôi rồi thì nó thuộc về tôi. Có xấu hay đẹp thì trả nó đây. Thuộc về tôi. Cô buông ra. Đưa đi không? À. Ý. Nào. Ây da. Linh đang theo khăn này á hả? Đẹp quá à. Anh Bảy mới nói gì vậy? Tôi nói á, Linh đang theo khăn này vừa đẹp và vừa khéo tay nữa. Thiệt không? Thiệt mà. Hồi đó giờ có bao giờ thấy tôi nói xạo chưa? Anh thấy chưa? Anh là người hay gánh tị với người khác. Đúng rồi đó. Linh Đan đúng là tài thiệt đó nha. Vừa xinh đẹp nè, vừa hát hay nè, vừa đàn giỏi, mà thiếu cũng đẹp nữa. Cái này hả, là người ta kêu là bà tư dạ sao quên mất tiêu rồi. À, cầm kỳ thi họa. Cầm sao cười vậy? Cầm kỳ thi họa hả? Là số mà dắt luôn á. Cái này hả, Mai Thùy còn là sư phụ tôi luôn á. Thiệt á hả? Thiệt á. Cái gì Mai Thùy cũng biết hết trơn. Không thích thì cho tôi đi. Được cái khăn đi. À, hôm trước nhá, tôi có đi qua nhà Mai Thùy. Tôi thấy Mai Thùy đang thêu một cái khăn rất là đẹp. Nghe nói để dành tặng cho anh Bể Hiếu hay sao ấy. À. Cho nên vẫn còn đang giữ, chưa tặng cho anh Bể Hiếu ấy. Thôi đi, muốn lấy lại cái khăn nói đại một tiếng. Bà đặt nó xạo chứ gì. Tôi thề, tôi nói thật luôn ấy. Tôi nói thật luôn ấy. Thật cỡ nào? Thì thật như bây giờ này, đang ngồi nói chuyện đây này. Đưa cái khăn đây. Không. Đưa đây. Không. Đánh nhục bà Tư. Có cho bà Tư. Con nói thiệt mà bà Tư, đâu phải lúc nào con cũng là thằng cạch chớn chỉ biết gây lộn đâu. Tôi cũng đâu có nói vậy đâu. Nhưng con gái người ta tới ở nhà tôi phải lo thôi. Thì bà Tư cứ cho con gặp cổ đi.
Nếu không được việc, ba con la con. Khổ lắm bà Tư à. Ông càng già càng khó tánh nữa. Rồi. Nhưng mà cậu chưa cho tôi biết là ông Đặng muốn gặp Linh Đan có chuyện gì. Con đâu biết bà Tư. Bà con đâu nói con nghe đâu mà con biết. Tự nhiên sáng nay ông bảo con đến nhà bà Tư để rước cô Linh Đan thì con đi thôi. Dạ dạ. Sẽ gặp lại anh sau ạ. Dạ chào anh. Chú ơi, mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi chú. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn. À, hay là cậu cho tôi nói chuyện với ba cậu đi. Trời ơi. Con nói như vậy rồi mà bà Tư cũng không tin con nữa. Kỳ thế. Thôi được rồi, để con bóc máy cho bà Tư nói chuyện. Cô định đi ra gặp nó thật đấy à? Sao không? Tôi với anh ta có gì đâu mà phải trốn. Cô nghe tôi một lần đi. Chắc chắn nó đến đây không có mục đích tốt đâu. Không tốt thì phải coi thử không tốt cỡ nào. Mà người ta tới mà tôi ở trong này trốn thì có vẻ kỳ không? Ủa? Sao kỳ vậy? Bộ ba cậu không nghe điện hả? Con cũng không biết rõ nữa bà Tư. Ủa? Đây rồi, chào Linh Đan. Anh có chuyện gì mà tìm tôi sớm dữ à? Sẽ không bao giờ nhưng sao lòng mình vẫn cứ chờ. Dù trái đất không xoay tròn, dù thế giới không ai còn, mình vẫn sẽ không yêu người nguyện thề về rồi nhưng vẫn yêu. Đã biết đã nhớ thương ai thật nhiều nhưng ta không tin không nghe lòng mình. Ôi ta đâu hay đâu hay một ngày ta sẽ yêu. Đã cố sao hết bao nhiêu để rồi hôm nay ta quên ta mong chờ người. Ôi sao con tim không nghe được lời ta nói ra. Hình anh thôi.